Chào câu lạc bộ 5 giờ sáng đọc sách của cộng đồng DBS. Hôm nay chúng ta sẽ đọc cái cuốn sách Dạy con làm giàu, tập số 11 của Robert Kiyosaki. Hôm trước chúng ta đã đi tìm hiểu về cái chương số 5, về cái chương số 7, đó là giá trị thứ 5, phát huy cái kỹ năng kinh doanh quan trọng nhất của bạn. Và chúng ta đã hiểu được là cái kỹ năng bán hàng là cái kỹ năng vô cùng là quan trọng trong cái công việc kinh doanh, mà nhất là những công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Và khi mà chúng ta học được cái kỹ năng bán hàng thì tất cả những kỹ năng khác của chúng ta sẽ được trau dồi, từ những kỹ năng giao tiếp, những kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu hiểu của khách hàng. Là những cái kỹ năng đó thì chúng ta sẽ được học đi cùng với cái kỹ năng bán hàng. Do vậy mà cái kỹ năng bán hàng của chúng ta nó vô cùng là quan trọng, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu thêm về cái kỹ năng bán hàng này là như thế nào, vượt qua sự từ chối như thế nào, và khai mở trong cái con người thật, trong cái con người của chúng ta như thế nào. Thì chúng ta cùng đi tiếp về cái giá trị thứ năm ha. Những người thành công á, người ta sẽ luôn học cách vượt qua những cái nỗi sợ hãi hơn để nó làm chủ cuộc đời của mình. Thì nhà cha giàu có nói là đó là lý do tại sao những người thành công luôn học cách vượt qua nỗi sợ hãi hơn để nó làm chủ cuộc đời của mình. Đây cũng là lý do vì sao mà người cha giàu bay đến tận Honolulu trong khi túi chỉ còn vỏn vẹn có vài đồng đô la cuối cùng, và với cái quyết tâm là học được bằng được cái khóa học bán hàng đó. Và đó cũng là lý do tại sao mà người cha giàu lại khuyên con như vậy. Lời khuyên của cha giàu á là con hãy học cái cách bán hàng. Và cha lặp đi lặp lại rằng một người sống nghèo khổ, không thành đạt hay đơn độc là do người đó không bán được món hàng nào. Và nếu mà con muốn đạt được một thứ gì đó thì trước hết con phải bán được cái thứ gì đó trước đã. Đó đó là cái lý do vì sao mà bán hàng lại là kỹ năng quan trọng nhất mà con cần tích lũy và chúng ta cần phải học để tích lũy. Thì bây giờ thì chúng ta hãy cùng sẵn sàng học cách bán hàng ha. Vậy thì tác giả có kể về cái câu chuyện là cái khóa học bán hàng của tác giả để bắt đầu từ đâu ha. Thì sau cái buổi trò chuyện hôm đó thì tôi có nghe theo lời khuyên của người cha giàu, đó là nộp đơn xin việc ở công ty IBM và Xerox. Tôi nộp đơn vào cả hai công ty này không phải vì khoản trợ cấp nghỉ việc hậu hĩnh, mà là cái cơ hội tham gia khóa đào tạo kỹ năng bán hàng. Và rất là nhiều cái công ty tiếp thị mạng lưới á có tổ chức các khóa đào tạo rất là chuyên nghiệp cho nhân viên. Nhưng mà đối với tôi á thì học cách bán hàng và vượt qua nỗi sợ hãi bị từ chối để có thể thuyết phục được người mua là cái kiến thức hữu ích nhất mà tôi được học. Học cách bán hàng làm thay đổi cuộc đời tôi. Học cách bán hàng giúp thay đổi tương lai của tôi. Đó là những cái suy nghĩ của người cha giàu. Và học cách bán hàng làm cái con người chiến thắng ở trong bạn lộ diện ha. Tác giả có suy nghĩ rằng là khóa học bán hàng cho tôi nhiều hơn cả kiến thức và kỹ năng bán hàng. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mới bắt đầu vào cái công việc của cái công ty Xerox á, thì tác giả vô cùng là nhút nhát. Tuy được tham gia với các khóa học kỹ năng về bán hàng ấy, nhưng mà vẫn cảm thấy cái nỗi sợ hãi khi mà phải chào hàng, khi phải giới thiệu sản phẩm qua điện thoại. Và cho đến bây giờ thì cái cảm giác đấy nó vẫn còn len lỏi trong trong cái tâm hồn của tác giả. Nhưng nó khác ở cái chỗ á là cuối cùng là tác giả cũng vượt qua được cái nỗi sợ hãi đó để tự tin bán hàng ha. Nếu không học được cái cách vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình á thì con người thua cuộc, và tôi hẳn là không ai chế ngự được trong cuộc đời này hết. Và người cha giàu thường bảo ấy, trong mỗi chúng ta
đều có một người giàu và có một người nghèo khó. Mỗi khi chúng ta để nỗi sợ hãi hay sự nghi ngờ hay sự tự ti chế ngự thì khi đó con người thất bại của bạn nó lộ diện. Học cách bán hàng chính là học cách vượt qua con người thất bại trong ta. Học cách bán hàng là làm con người chiến thắng trong ta lộ diện. À, mọi người thấy là khi chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ hãi, chúng ta đi bán hàng thì cái con người của chúng ta nó sẽ được lộ diện. À, một trong những cái điều tuyệt diệu của ngành tiếp thị mạng lưới ấy, là nó tạo cho chúng ta một cơ hội để đối diện với cái nỗi sợ hãi của chính mình. Chúng ta giải quyết chúng ta vượt qua chúng và giúp con người chiến thắng của chúng ta lộ diện. Tuyệt vời không ạ? Cái điều tuyệt diệu mà các công ty tiếp thị mạng lưới có được á là các nhà lãnh đạo tổ chức rất là kiên trì làm việc với bạn trong suốt cái thời gian bạn làm việc. Trong cái thế giới kinh doanh thật sự, nếu trong 3 đến 6 tháng không bán được hàng thì bạn sẽ bị sa thải. Tức là sao ạ? Tức là tác giả có so sánh là trong cái ngành kinh doanh tiếp thị mạng lưới á, lúc nào bạn sẵn lòng thì hệ thống bảo trợ vẫn luôn luôn là sẵn sàng để dạy cho bạn. Còn thực tế cho rằng nếu bạn đi kinh doanh ở một số các công ty truyền thống và các công ty bên ngoài, nếu từ 3 đến 6 tháng bạn không bán được hàng, chắc chắn là bạn sẽ sa thải. Có cái sự khác biệt rất là rõ rệt nhé cả nhà nha. Đó, đó là cái giá trị mà chúng ta nhận được là nếu chúng ta kinh doanh trong ngành tiếp thị mạng lưới thì dù bất kỳ hoàn cảnh nào, dù bạn thời gian này bạn không tập trung, không sao cả, thời gian sau bạn tập trung, tôi vẫn sẵn sàng tôi dạy cho bạn. Đó là cái sự khác biệt. Còn các công ty bên ngoài khác là không có được như vậy đâu ạ. Và bạn sẽ bị sa thải ngay lập tức khi bạn không bán được hàng trong từ 3 đến 6 tháng ha. Và tác giả có nói là cái khóa, chính vì cái khóa học bán hàng đó mà đã giúp tôi gặp được cái người phụ nữ rất là tuyệt vời trong cuộc đời của tôi. Và hôm trước cái chương này này, hôm trước chúng ta có tìm hiểu là những người á mà không tìm được bạn đời lý tưởng trong cuộc đời của mình là những người không biết bán hàng. Những người mà người ta hiện nay đang độc thân là những người cũng không biết bán hàng. Tức là không biết được, không bán được cái giá trị của mình cho bên ngoài để bạn gái của mình, bạn đời của mình biết được cái giá trị thật sự của mình để đến với mình. Đó. Thế nên là cái khóa học bán hàng này đã giúp để cho khách hàng, cho robot Suzuki tìm được một bạn đời lý tưởng ha. Và tác giả có kể cái câu chuyện cuộc đời của mình là khi mà tác giả đến với người bạn đời của mình, đó là cô ấy tên là Kim, thì những cái lần đầu tiên á thì rất là sợ khi mà phải đối diện và nói chuyện bộc bạch với cái người với cô đấy. Nhưng mà sau khi học được cái cách bán hàng, lấy lại được cái sự tự tin đấy rồi thì bắt đầu Sobot mới tiếp cận với cô ấy. Và trong một cái điều vô cùng là kiên trì và nhẫn nại, trong 6 tháng liên tục ngày nào tác giả cũng mời cô này đi uống nước, nhưng mà cô này vẫn luôn một từ chối, đó là không. Và có rất là nhiều những cái ý nghĩ len lỏi rằng là thất bại, chứ là đã thất bại trong cái cuộc tán tỉnh này rồi và sẽ không đem lại kết quả. Nhưng mà tác giả vẫn cứ kiên trì theo đuổi cái mục đích đấy, và tận 6 tháng sau, vẫn 6 tháng sau, và cô ấy nhận lời đồng ý đi uống nước với robot. Và bắt đầu từ đó là hai người đã có những cái cuộc hẹn hò vô cùng là tuyệt vời. Thì mọi người sẽ thấy được là cái tầm quan trọng của sự kiên trì chưa ạ? Để đi tán một người, để đi 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 tìm được một người bạn đời của mình phải vượt qua 6 tháng trời với cái sự từ chối. Vậy thì cái công việc bán hàng của chúng ta trong cái thời gian mà chúng ta bị từ chối, đó là cái việc rất là bình thường. Mỗi một lời từ chối là sẽ cho ta một cái bài học với kinh nghiệm.
Vậy thì chúng ta đã ai nỗ lực trong 6 tháng liền mà chúng ta đi bán hàng, chúng ta đi chào hàng nhiệt tình mà chưa bán được hàng không ạ? Chắc chắn là không đúng không ạ? Chỉ trong cái thời gian ngắn thôi, nếu chúng ta không bán được hàng thì chúng ta quay lại, chúng ta tìm hiểu xem là tại sao mà chúng ta không bán được hàng. Sau đó là chúng ta học hỏi lên thì chắc chắn chúng ta sẽ bán được hàng. Và Hoài cam đoan với mọi người rằng là không ai trong chúng ta học về bán hàng trong Oriflame mà 3 tháng chúng ta 3 tháng liền chúng ta không bán được hàng hết. Chỉ có chúng ta từ bỏ chúng ta không bán được hàng thôi. Đúng không? Ít nhất là chúng ta cũng sẽ bán được cái hàng nhỏ. Hoài kể câu chuyện là khi mà Hoài bước vào Oriflame á thì Hoài không bán được cái món hàng nào hết. Và sau khi Hoài cầm catalog á, mọi người biết Hoài Hoài chào hàng như thế nào không? Tức là Hoài chào hàng, Hoài cầm quyển catalog này, Hoài đưa cho bạn, Hoài đưa cho bạn thôi. Thì Hoài chỉ nói là đây có rất là nhiều những cái sản phẩm này, mày xem ủng hộ cho tao được cái gì thì mày mua, mày ủng hộ cho tao. Đấy, chỉ nói một câu rất đơn giản như thế. Và trong cái cuốn catalog nó in một mớ hỗn độn bòng bong rất nhiều sản phẩm như thế, bạn không biết chọn sản phẩm nào hết. Và lúc đấy là cái kiến thức về mỹ phẩm của Hoài nó rất là yếu, không có nhiều. Và khi hỏi cái tẩy trang cũng không biết tẩy trang, hỏi cái tẩy tế bào da chết cũng không biết. Thế là sau đó là mới quay lại bảo chả bán được cái hàng nào cả. Sau đó bảo trợ mới bảo là thế chị bán như thế nào, và Hoài cũng có chỉ cách là bán như vậy. Thế nhưng mà bảo trợ nói là không bán được đâu, như thế là không bán được đâu, bởi vì trong rất nhiều sản phẩm khách hàng không biết lựa chọn cái gì. Bây giờ chị phải cụ thể hóa một số các sản phẩm nào đó. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cách chị bán á. Tức là ví dụ kem đánh răng tác dụng của nó như thế nào này. Chị phải cụ thể hóa là đây này, tao cần mày mở hàng cho tao một tiết kem đánh răng. Thì sau khi mà Hoài làm cái cách đó là Hoài đã mở hàng được cho một cái bạn, đó là một cái cặp dầu gội đầu bằng cái phương pháp mở hàng lấy may. Đó là mình cũng nói là đây, cái dầu gội đầu như thế này này, dành cho da dầu như thế này này này. Và sau đó là phải bán được cái cặp dầu gội đầu này, và bán được một số các sản phẩm khác cũng vui lắm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình không bán được hàng, mình thay đổi phương pháp đó và mình lại bán được hàng, và trong một cái thời gian rất là ngắn. Nhưng mà với một điều kiện là mình không bán được hàng, mình phải hỏi nhá, tại sao mình không bán được hàng, mình phải có lý do thì mình sẽ bán được hàng ha. Đó, và tác giả có nói là khi mà chúng ta bị từ chối đồng nghĩa với việc chúng ta thành công. À, đối với tôi, nỗi sợ hãi bị từ chối, sự tự ti và thiếu tự tin đã làm hỏng cuộc đời của tôi. Ngoài mặt tôi làm ra vẻ tự tin và cởi mở, thì vẻ bề ngoài của tôi khiến người khác liên tưởng đến John Wayne trong lực lượng hải quân Hoa Kỳ với phong thái đĩnh đạc và ngạo đạo mạn. Nhưng mà thật ra thì con người bên trong tôi lại thiếu tự tin. Đúng lúc cuộc đời tôi đang lâm vào thế nguy kịch nhất vì sắp bị đuổi việc, thì người cha giàu đã truyền cho tôi một lời khuyên hữu ích. Đó là vào cái ngày mà cho tôi đi thử việc ở Sherlock á, người cha giàu nói với tôi rằng người thành công nhất trên thế gian này là người bị nhiều người trên thế gian này từ chối nhất. Tức là những người mà thành công nhất lại là những người gặp được nhiều lời từ chối nhất. Mình sẽ ghi câu này ha. Và khi mà cái người con hỏi là tại sao cha lại nói thế, thì ông nói này, những người bị từ chối ít nhất thì lại là những người ít thành công nhất. Vậy là nếu mà con muốn trở nên thành công trong cuộc đời á, thì con cần phải bị từ chối nhiều hơn nữa. Đó. Thì tác giả có nói là con hãy nhìn vào Tổng thống Mỹ mà xem. Trong 49% người đi bầu thì hết hàng chục triệu người không bỏ phiếu cho ông ấy. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì họ từ chối ông đấy. Có khi nào con cả bị cả triệu người bị từ chối chưa? Và chưa bao giờ. Vậy thì khi nào con được như thế thì con sẽ trở nên nổi tiếng và thành công. Đó, tức là tác giả có nói là về cái vấn đề mà sự từ chối trong trong Tổng thống Mỹ á, tức là rất là nhiều những cái lời từ chối khi đi bỏ phiếu là nhiều lắm, gạch lên gạch xuống đó là chuyện bình thường, nhưng mà những cái lời từ chối đó lại là những cái lời thành công để sau này mình sẽ nhìn nhận lại thì mình tỉnh lại ha, chỉnh lại cái cách mình làm việc.
Và đó là lý do và vì sao con không thể đạt được thành công như con mong muốn hay thành công mà con có thể có được. Vấn đề ở chỗ là không ai thích bị từ chối cả. Những bài học chính là người chạy trốn bị từ chối lại là những người ít thành công nhất trên hành tinh này. Điều này không có nghĩa là con không phải là người tốt, mà chỉ có nghĩa là những người như thế không thành công bằng những người bị nhiều người từ chối hơn thôi. Do là khi chúng ta chưa thành công là vì chúng ta chạy trốn lời từ chối. Thực ra là lúc đấy là cái sự sĩ diện, mọi người sẽ thấy là cái sự sĩ diện trỗi dậy trong con người của chúng ta. Và hai là thật ra là nhiều khi là cái sự vô tâm của chúng ta. Đó là ôi dồi ôi sản phẩm tốt lắm, tôi giới thiệu cho bạn, bạn đón nhận thì đón nhận, chả đón nhận thì thôi. Bạn đón nhận thì bạn tốt, bạn chả đón nhận thì cho bạn chết. Đấy, nhiều khi là cái sự vô tâm của chúng ta mà chúng ta cũng chưa thấu hiểu được á, là không phải là khách hàng từ chối chúng ta đâu. Thực ra là lúc đấy là mình chưa đủ độ tin tưởng, mình chưa đủ độ năng lượng, mình chưa đủ tự tin để mang những kiến thức thực sự cho người ta để người ta hiểu được á. Thế nên người ta từ chối. Và khi mà bị từ chối như thế thì mình phải biết cách vượt qua nó, mình phải làm sao để người ta hiểu được cái nỗi lòng của mình, là mình bán hàng là bán từ trái tim chứ không phải bán vì là vụ lợi ha. Đấy, thì khi mà bị từ chối và sửa sai, mình lặp đi lặp lại như vậy thì chắc chắn là mình sẽ thành công. Và người cha giàu nói như vậy. Khi mà tại sao mà khi mà học cái được cái phương pháp bán hàng thì tất tần tật các kỹ năng khác của chúng ta sẽ được khai mở. Và vì vậy mà cái khóa học tham gia bán hàng 200 đô la mà Robert trả cho cái khóa học bán hàng đấy nó vô cùng là quan trọng. Vì vậy mà chúng ta hãy học bằng được cái kỹ năng bán hàng ha. Bị từ chối và sửa sai sẽ tương đương đương với là được đào tạo và tăng tốc. Và cha đã làm công thức này trong nhiều năm. Mỗi lần bị từ chối ấy, người cha lại tự hỏi là mình đã làm điều gì sai? Lẽ ra mình đã làm tốt hơn như thế nào? Nếu không tìm ra câu trả lời hợp lý ấy, thì cha sẽ đi tìm một ai đó và thuật lại cho họ nghe về cú điện thoại chào hàng, thuật lại mọi chuyện đã xảy ra và có thể diễn lại chuyện đã xảy ra bằng cách đóng vai và lặp lại tình huống. Chúng ta sẽ thấy là cộng đồng DBS mình thường xuyên là dạy chúng ta vào cái lúc 8 giờ tối ấy, là đóng vai một người đi bán hàng xem là mình bị sai sót ở chỗ nào và có cái điều gì mà mình thấy là chưa hài lòng thì để sửa cho chúng ta, để chúng ta lần sau chúng ta bán hàng tốt hơn ạ. Và mỗi một lần từ chối ấy, là cha không nghĩ về cái câu chuyện không đâu đó và thầm cảm ơn nha. Và thầm cảm ơn khách hàng đã cho cha một cái cơ hội được học hỏi, sửa chữa và hoàn thiện bản thân. Và cha tự hỏi rằng là lần sau mình sẽ phải giải quyết tình huống như thế này khác đi và khôn ngoan hơn. Khi chúng ta đi bán hàng, chúng ta bị từ chối, chúng ta sẽ nghĩ gì ạ? Chúng ta có thầm cảm ơn khách hàng không ạ? Thầm cảm ơn khách hàng vì đã cho ta một bài học, và thầm cảm ơn khách hàng đã lắng nghe chúng ta để chúng ta trình bày cái cơ hội công việc, trình bày cái sản phẩm bán hàng ha. Đó là cái điều vô cùng là khác biệt đấy ạ. Tức là khi chúng ta bị từ chối là thường thường chúng ta rất là tức giận đúng không ạ? Nhưng mà không, tác giả rất là cảm ơn những cái khách hàng đó, bởi vì vì có khách hàng đó mà tác giả mới có thể là trình bày được cái cơ hội bán hàng cho khách hàng. Và cũng thầm cảm ơn khách hàng đã lắng nghe cái lời trình bày của mình. Người ta cũng bỏ bớt chút thời gian của mình, người ta lắng nghe cái câu chuyện của mình đúng không ạ? Thì mình hãy thầm cảm ơn họ. Và chính vì cái điều đó nó giúp cha tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm và tăng tốc trong cuộc sống. Theo cha, đó chính là công thức của sự thành công đối với bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống. Chúng ta hãy gạch nốt câu này nè. Tức là công thức cảm ơn khi mà bị từ chối
Đó chính là công thức của sự thành công đối với bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống. Đó. Nhưng mà nếu con né tránh bị từ chối á, thì quá trình này không bắt đầu. Bị từ chối là khởi điểm của việc được đào tạo. Chúng ta cũng sẽ nốt câu này ha. Bị từ chối là khởi điểm của việc đào tạo. Người cha giàu nhàn nhẹ cười đáp: con đã rất là thông hiểu rồi đấy. Đó là lý do vì sao mà trong cuộc chạy đua với đường dài này, những người né tránh bị từ chối lại là những người ít thành công trong cuộc sống so với những người dám đối diện với việc bị từ chối. Hầu hết mọi người không thành công vì họ bị từ chối chưa đủ nhiều. Ha, chúng ta bị từ chối chưa đủ nhiều. Đó là lý do vì sao chúng ta chưa thành công. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tôi càng liều để bị nhiều người từ chối thì tôi càng có cơ hội được chấp nhận hơn. Giờ thì con đã rất là hiểu rồi ạ. Đó thì chúng ta sẽ rút ra được bài học, đó là càng bị từ chối thì càng có nhiều cơ hội được chấp nhận. Chúng ta hãy nốt lại câu này ha. Và 98% bị từ chối. Khi mà tác giả tham gia cái khóa học ngắn hạn ở một trường kinh doanh á, một giáo sư đã nói rằng như thế này: để thành công trong kinh doanh, bạn phải đúng ít nhất 51% trong các trường hợp. Theo tôi thì thông tin đó không được chính xác cho lắm. Thì trong thực tế thì một người có thể rất thành công với cái mức độ thành công thấp hơn rất là nhiều. Lấy ví dụ này, mọi người sẽ thấy này. Thường thường chúng ta sẽ dạy cho chúng ta là 80, 20, đúng không ạ? Tức là khi mà chúng ta đi tuyển nhà phân phối, tuyển cái tiềm năng về hệ thống của chúng ta, thì chúng ta chia sẻ 80 người thì chỉ có 20 hồ sơ đậu. Nhưng để có 20 người hồ sơ đấy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta chỉ có 2 người là lắng nghe và đi cùng với chúng ta và học cùng với chúng ta thôi ạ. Đó, thế nên là tác giả mới nói là 98% là sự từ chối ha. Và nếu mà bạn thực sự mong muốn đạt được cái thành công to lớn á, trong đời á, thì hãy xin vào làm việc cho một công ty tiếp thị mạng lưới và học cách vượt qua nỗi sợ bị từ chối. Nếu bạn kiên trì với công việc như thế trong vòng 5 năm, thì tôi dám cá với bạn rằng phần đời còn lại của cuộc đời bạn sẽ gặt hái được vô vàn những thành công. À, tại sao lại 5 năm? Bởi vì sao? Xuất phát điểm của chúng ta phải nhìn nhận ha, một cách khách quan. Xuất phát điểm của chúng ta là gì? Chúng ta đến với công việc này bắt đầu từ đâu? Có phải là từ cái không biết gì đúng không ạ? Không biết Facebook, không biết công nghệ, không biết kỹ năng. Và tác giả có nói là 5 năm là cái thời gian để mà chúng ta biến đổi một con người. Nếu mà các bạn kiên trì trong 5 năm trong ngành kinh doanh tiếp thị mạng lưới thì chắc chắn những phần đời còn lại các bạn sẽ rất vô cùng là tuyệt vời. Và như trước chúng ta có tìm hiểu là Robert Kiyosaki làm giàu lên không phải trong cái ngành kinh doanh tiếp thị mạng lưới nha. Và khi ông giàu lên rồi, ông đã nhìn nhận với cái ngành này. Và nếu bây giờ cho ông quay trở lại thì chắc chắn là ông sẽ chọn cái ngành kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Và ông đã rút ra một cái bài học: nếu như bạn muốn thành công to lớn trong cuộc đời thì bạn hãy tìm một công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Đó là một cái sự nhìn nhận vô cùng là khách quan ha, không phải là để thổi phồng cái ngành mà ông ấy làm, bởi vì ông không làm trong ngành này khi ông đã là một triệu phú. Và ngành kinh doanh tiếp thị mạng lưới á thì sẽ giảng dạy và bán hàng cho bạn. Thứ nhất á, tác giả có so sánh là khi mà bán hàng ở một cái công ty ở bên ngoài á, thì tất cả những gì tôi phải làm đó là học cách bán hàng.
Còn trong cái công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới á, tôi không chỉ học cách bán hàng mà còn dạy cách bán hàng cho người khác. Thì tại sao lại thế ạ? Mọi người sẽ thấy này, có phải là trong cái ngành kinh doanh tiếp thị mạng lưới của chúng ta á, là sẽ giúp đỡ cho nhiều người thành công và tận dụng được sao ạ? Tận dụng được 1 phút của 100 người. Còn các công việc kinh doanh ngoài truyền thống của chúng ta á, là chúng ta sẽ tận dụng 100 phút của một người. Thì cái nào nó sẽ lớn hơn ạ? Thì chắc chắn rằng là khi mà chúng ta tận dụng 1 phút của 100 người thì cái sức mạnh nó lớn hơn rất là nhiều khi mà chúng ta bỏ ra 100 phút của một người, đúng không ạ? Đó là cái yếu tố mà khách hàng, mà Yotobu nhìn nhận rằng là trong cái công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới, chúng ta vừa được học cách bán hàng, nhưng chúng ta lại vừa được học cách dạy người khác bán hàng. À, vô cùng là tuyệt vời, đúng không ạ? Và tại sao mà tôi lại đặt cái cuốn sách này là trường dạy, trường kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác, là vì như vậy đó ạ. Và tác giả cũng có nhận xét là nếu như mà một số các công ty mà chỉ có vào mà hướng dẫn bạn cách bán hàng, bán hàng, bán hàng, bán hàng, và không đào tạo bạn gì về thay đổi, biến đổi trong con người của bạn, thì bạn cũng nên xem xét cái vấn đề đó nha. Đó. Đó là những cái điều mà chúng ta học hỏi và rút ra được những cái nhìn nhận về cái công việc mình đang làm, về cái công ty mình đang làm. Đó. Và tác giả có lấy một cái ví dụ là rất là thực tế, đó là những cái chú chó cũng được đào tạo để bán hàng. À, thì tác giả có nói là tại sao mà lý do khiến cái khóa học bán hàng trở nên vô cùng là quan trọng đến thế trong một cái công ty tiếp thị mạng lưới á, đó là vì bạn không chỉ được học cách bán hàng mà bạn còn phải học cách dạy người khác bán nữa. Nếu mà bạn không dạy được người khác bán hàng á, thì bạn sẽ không thành công trong một công ty tiếp thị mạng lưới. Tức là chúng ta được học cách bán hàng này, chúng ta lại được đào tạo trở thành một người biết đi dạy cho người khác. Đó, đó là chúng ta sẽ được nhận thấy được các công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới tuyệt vời là sẽ có như hiểu những cái yếu tố như vậy, đúng không ạ? Và tác giả có nói tóm tắt là nói cho dễ hiểu ấy, thì khả năng bán hàng là một kỹ năng vô cùng là quan trọng đối với mỗi người. Thậm chí chú mèo nhà tôi cũng biết bán hàng. Mỗi buổi sáng nếu tôi mà không cho nó ăn á, thì khi nó đang đói thì nó sẽ kêu gào lên kinh khủng, đúng không ạ? Con người không được đào tạo để làm như thế, nhưng mà một cái công ty tiếp thị mạng lưới á, có thể giúp bạn tìm lại được cái năng lực bẩm sinh. Đó là đạt được những điều mình muốn trong cuộc sống bằng người khác để bán hàng. Đó là cái thông tin, những cái thông tin chính là chúng ta cần nốt lại ha. Tức là các ngành trong công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới sẽ giúp cho chúng ta là vừa bán được hàng, vừa dạy cho người khác bán được hàng được. Thì có phải là vô cùng là tuyệt vời, đúng không ạ? Và tất cả sinh ra trong cuộc đời này, chúng ta đều là người đi bán hàng hết. Tất cả các giáo viên, công nhân, nông dân, những kể cả những đứa trẻ vừa mới sinh ra thôi, chúng đã được học cách đi bán hàng rồi, đúng không ạ? Và hai nữa là tất cả những cái người thành công lại là những người bị từ chối nhiều nhất. Tại sao mà chúng ta chưa thành công là tại vì là từ chối của chúng ta chưa đủ nhiều.